Xin chào các bạn, mình là Huy đến từ Nice Life. Và hôm nay, mình xin được giới thiệu với các bạn một tính năng cực kỳ tuyệt vời, phải gọi là quá tuyệt vời của PowerPoint 2016 mà mình mới phát hiện ra. Thực sự mình không thể tin nổi PowerPoint có thể làm được như vậy. Và mình xin được khẳng định với các bạn rằng đây là một tính năng xưa nay chưa từng có. Vậy thì chốt lại, đó là tính năng gì mà lại kinh khủng khiếp đến như vậy? Với tính năng mới là tính năng Morph trong PowerPoint 2016, chúng ta không những có thể có những hiệu ứng xoay, phóng to, thu nhỏ như trong Prezi, mà chúng ta còn có những hiệu ứng như thế này nữa. Đó, các bạn có thể thấy. Nghĩa là sao? Nghĩa là với tính năng mới này, chúng ta có thể biến một hình tam giác thành một hình vuông, hay biến một hình vuông thành một hình tròn, chẳng hạn như thế này. Ok, đó là phần giới thiệu cơ bản về tính năng này. Và trước khi mình show cho các bạn thấy sức mạnh thực sự của nó thì có 3 việc sau đây các bạn cần làm. Việc đầu tiên, các bạn nên rửa mặt thật tỉnh táo để có thể chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Việc thứ hai, đó là các bạn nên thể dụng cơ miệng một chút trước khi xem tiếp video này, vì chắc chắn các bạn sẽ phải há miệng khá là rộng đó. Việc cuối cùng, mình mong các bạn sẽ tạm thời kiềm chế sự sung sướng của mình lại, bình tĩnh nhấn like và share video này. Sau khi đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta đã thực hiện 2 thao tác trên, thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể giải tỏa niềm sung sướng của mình ở trong phần comment của video, được không ạ? Ok, chào hàng thế là đủ rồi. Và bây giờ mình xin được phép show sức mạnh thực sự của tính năng này trong PowerPoint 2016. Let's go! Trước tiên, từ những cái hình này, mình sẽ biến nó thành một cái hình xe đạp. Các bạn có tin được không? Đó, ok. Và từ cái xe đạp này, mình sẽ biến tiếp nó thành một cái xe máy. Đó, rất tuyệt vời đúng không? Cứ như trong After Effects vậy. Rồi, sau đó mình sẽ biến nó thành một cái ô tô. Ok. Đó, biến nó thành một cái ô tô khác. Ô tô này chẳng hạn. Đó, được không ạ? Các bạn đã thấy sức mạnh thực sự của tính năng này chưa? Và bây giờ, mình xin được phép chạy bản full để chúng ta cùng nhau thưởng thức nhé. Chắc hẳn các bạn đều đang cảm thấy rất phấn khích đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Nice Life.